Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bộ sợi đốt ha. Đây là sợi đốt phi, này là phi ống, này là phi 25 đây ha, ống 25 chuyên dành cho bình năng lượng mặt trời. Thì khi nào mà mọi người sử dụng cái bộ này, thì khi mà mọi người, nhà mọi người sử dụng, thứ nhất á là khách sạn sử dụng nước nhiều, nước nóng nhiều quá, nó nóng, năng lượng mặt trời nó làm nóng không kịp. Cái thứ hai nữa là bình năng lượng mặt trời của nhà bạn, ví dụ bình 120 lít, nhưng mà nhà bạn xài nhiều thì nó không có đủ làm nhiệt ha, xài nó sẽ hòa, nó sẽ ngân nguội. Và cái thứ ba nữa là ở khu vực bạn ở nắng ít ha, hoặc là vào mùa đông ha, không có nắng thì bạn cần đón nước nóng thì mình hãy lắp cái bộ này ha. Thì đây là bộ này là bộ sợi đốt cho bên mình làm luôn ha, bên mình làm cung cấp cho mọi người ha. Ống này ấy, là phi, này là phi 25, phi 25 này thì nó bằng cái ống 25 của nước nóng PPR ha, ống PPR ha. Thì thay vì mình thông thường vẫn có phi 42, phi 58, phi 78 ha, có hết ha, nhưng mà mình sẽ làm cái phi 25 này cho tiền. Thay vì mình sẽ gắn ở dưới thì mình sẽ rút cái ống của ống nước hơi á, tại vì ở cái bình năng lượng mặt trời nó có ba đường ra, ba đường cấp, với cấp ra mình sẽ dành một đường dành cho cái này ha. Đó thì đây, cái này là mình hai bộ này ngày mai mình sẽ đi lắp cho khách hàng, lắp cho khách hàng rồi mình sẽ quay cho mọi người cách hướng dẫn lắp đặt. Ở đây bộ này mình giới thiệu cho mọi người biết thôi, là một sợi đốt này. Đây thì ở đây rất là dễ thôi ha, điền này, điền vào này, bên sợi nóng bên sợi nguội ha, còn sợi này là sợi te. Xài sợi đốt này thì nên đi te là tốt nhất nha mọi người, te, nhưng mà với điều kiện là CB tủ điện nhà bạn phải có te này, nếu không có te thì thôi, đừng có câu xuống đất làm gì, hơi mất công ha, mọi người cứ để về thôi. Đây, bên mình cung cấp nhiều loại lắm ha, từ sợi đốt từ của lò phở cho tới người năng lượng mặt trời ha. Mọi người đặt thì mình sẽ làm thôi. Đó. Cái hiện tại trong này là nó sẽ tự ngắt nha. Nóng đủ nhiệt độ nó sẽ ngắt đây, cảm biến ha. Nó nếu mà nóng quá nó sẽ ngắt. Đây, sẽ cắt điện đi chứ không có liên tục đốt hoài được. Cho nên rất là tiện cho mọi người. Mọi người không phải căn cái thời gian nữa ha. Nhưng mà nếu mà tốt thì mọi người mình tắt mình tốt hơn ha. Nếu mà cảm thấy nước nóng rồi, ngày nó nắng quá thì mình tắt đi ha. Nhưng mà là tốt, độ bền nó cao hơn. Chiều dài của nó hiện tại này 50 nha mọi người ha. Cây này dài 50 nha. Có một cây như vậy là dài 50. Thế là bằng inox ấy. Inox 304 nha. Không biết là máy quay nó có lên nét được không. Tại vì cái chữ này nó là bị nhưng mọi người muốn đặt thì bên mình cũng sẽ làm cho, sẽ đốt ha, cho năng lượng mặt trời, cho những nhà nào xài nhiều hoặc là không nóng hoặc là thời tiết lạnh á, mọi người muốn xài á. Đúng là xài cái này nó tốn điện, nhưng mà có nhiều nhà nó vẫn xài, mọi người biết không? Tại vì ví dụ như kinh doanh khách sạn á, khách vào mùa lần đi, ít nắng quá, mùa mưa nhiều đó, thì người ta vào người ta cần nước ấm đúng không, mà không có thì đó là mất khách đó. Cái thứ hai nữa là nhà mình có em bé đâu vì vậy đúng không, mà lắp năng lượng mặt trời mà đúng ngay cái mùa lần nữa, mưa nữa, ấm, nước ấm không có, phải nấu ha, nấu ít. Bây giờ thay vì như vậy mình sẽ đốt lên một chừng 25-30 phút gì đó nó sẽ nóng lại, là ok, là mình xài bình thường rồi ha. Xong là mình tắt này, cái này không phải là mọi người xài thường xuyên đâu, vì cái bình năng lượng mặt trời nó là nóng rồi, nó xài những ngày nào mà nắng ít ha, nắng ít hoặc không nắng liên tục mấy ngày luôn, hoặc là vào mùa đông mọi người nên xài ha. Nói như vậy thôi, nếu mọi người muốn mua hoặc đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại của mình 0931833458, điện nước Thịnh Phát ha, số tài ở trên màn hình đó, hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại đó luôn ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.
Ngày mai mình sẽ lắp đặt rồi. Mình sẽ quay cho mọi người cách lắp đặt rất là dễ ha. Ok, chào tạm biệt.